Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì có một cái đầu máy cửa xích Atin 024 đẹp cho anh em luôn. Đó, con này rất đẹp nha. Lốc mặt lốc, zin đét, chưa bóc sơn, bô zin. Đó, máy móc zin, tay cầm zin. Đó. Con này thì anh em lấy cả làm xích cũng có mà đầu không cũng có nhá. Làm xích thì bên em có làm xích mới. Đó, thì hiện tại chưa gắn lên. Anh em nào thích lấy đầu máy không cũng được, mà lấy là cả làm xích được nhá. Con này đầu máy không bên em nó bán giá là 4.800.000, bao ship tận nhà. Còn anh nó lấy thêm 5 xích nữa là giá là 5.350.000 nha bác nhé. Là cả 5 xích mới luôn, 5.50. Đó, anh em nào có nhu cầu thì chốt nhá. Đó, cây này là Stein 024 của Đức xịn luôn, nòng 42 ly, lốc nhôm, máy đứng. Đó, rất là ngon. Con này thì khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam mình rồi. Đó, giá nó rất là ok luôn nhá. Đó, chỉ có 4.800.000 đầu không, cả năm xích là Latin mới, cả xích luôn là 550.000 nữa nhá. Anh em thích mua cả năm xích đầu không đều được hết. Đó, anh em là có năm xích rồi thì ở nhà có rồi thì bên em bán đầu không cho anh em thôi, đỡ tốn tiền năm xích. Còn anh em nào chưa có năm xích thì mua thêm nhá. Đó, máy thì bao chất lượng cho anh em luôn, rồi xin phát test nổ cho anh em luôn nhá. Con này rất êm, máy bốc. Máy rất ngon luôn, phanh xích còn ngon nhé, phanh xích còn ok luôn. Hiện tại thì con máy này đang xài nhông trái khế nha các bác nhá. Anh em thích lên đồng tiền cũng được luôn. Đó, thích lên đồng tiền xích lớn nhỏ thì đều được hết. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Anh em là chốt của kênh Hoài Bãi nhé.